Đến hạn lại lên, Samsung tiếp tục làm mới dòng máy tính bảng Galaxy Tab của mình tại thị trường Việt Nam bằng việc bán ra hai phiên bản nâng cấp là Samsung Galaxy Tab 4 10.1 và 8.0. Như thường lệ, mình lại gửi đến các bạn bài giới thiệu một trong hai sản phẩm này là Samsung Galaxy Tab 4 10.1 để mỗi người có được cái nhìn chi tiết hơn trước khi đưa ra quyết định chọn mua nó. Điểm khác biệt đầu tiên của Samsung Galaxy Tab 4 10.1 là ở khâu thiết kế. Samsung có lẽ đã bắt đầu định hình cho tất cả các dòng sản phẩm của mình bằng việc trang bị những nắp lưng giả da. Trên chiếc Tab 4 10.1 này cũng vậy. Tuy nhiên hình thức thì khác so với các phiên bản nắp lưng giả da trước đây. Loại da này không có vân nên nhìn khá mịn và sang trọng. Cảm giác cầm thì vẫn đã và êm tay. Những đường chỉ may giả da xung quanh máy không còn nữa mà liền mạch tới tận viền giả kim loại nên nhìn đẹp và sang hơn. Mình rất thích kiểu nắp lưng này và thắc mắc tại sao Samsung không làm nó với các nắp lưng của Note 3 hay là Ren 2. Có lẽ về sau chúng ta sẽ có nhiều sản phẩm có nắp lưng như thế này hơn. Mặt trước chúng ta có 3 phím đặc trưng của Samsung gồm phím home cứng, đai nhiệm và phím back. Màn hình 10.1 inch với độ phân giải 1280x800px. Viền màn hình được làm mỏng hơn nên nhìn máy khá gọn. Mình không đánh giá nhiều về màn hình của chiếc máy tính bảng này, đơn giản vì màn hình TFT luôn được Samsung làm rất tốt, độ sáng ổn định và màu sắc sát thực tế. Mặt kính cường lực cho cảm giác sử dụng khá thoải mái ở các thao tác chạm và lướt. Hai bên hông là loa ngoài được bọc chrome khá đẹp và sang trọng. Vị trí đặt loa thuận tiện hơn khi bạn xem phim hay là chơi game, vì nó sẽ được truyền đến tai bạn dễ dàng hơn. Cạnh trái còn có jack tai nghe 3.5, cổng micro USB ở cạnh dưới. Còn cạnh trên có nút nguồn, tăng giảm âm lượng, khe SIM và khe thẻ nhớ. Samsung Galaxy Tab 4 10.1 được trang bị vi xử lý Snapdragon 400 NFM 8226 4x 1.2GHz, 1.5GB RAM. Tốc độ phản hồi của máy ở mức tốt, không quá nhanh nhưng đều và ít độ trễ. Với cấu hình này thì mình chạy phim Full HD, chơi game và duyệt web đều rất thoải mái. Đặc biệt ở giao diện Subwish được Samsung làm mới ở giao diện trong phần cài đặt bằng những icon phẳng nhìn khá dịu mắt. Chúng ta vẫn có những tiện ích như là màn hình nghỉ thông minh, tự tắt khi người dùng không nhìn vào, vuốt từ phải qua để mở danh sách các ứng dụng có thể mở dưới dạng cửa sổ trên màn hình chính. Máy hỗ trợ khe cắm SIM và tất nhiên đặc trưng của dòng máy Samsung là bạn có thể nghe gọi và nhắn tin được. Nhưng vì kích thước lớn nên bạn sẽ cần một cái tai nghe nếu muốn gọi điện với chiếc máy tính bảng này. Một phần mềm khá mới được Samsung tích hợp sẵn trên dòng Tab 4 đó là Handcam Viewer. Phần mềm này giúp bạn xem file văn bản, chia sẻ hay in ấn một cách dễ dàng. Cuối cùng là về camera, Samsung Galaxy Tab 4 10.1 được trang bị camera sau 3.15MP và camera trước 1.3MP để phục vụ các nhu cầu khác nhau. Chụp hình trên máy tính bảng là điều không nên vì thứ nhất cầm chụp khá cồng kềnh. Thứ hai là camera sau của sản phẩm không hỗ trợ lấy nét tự động nên muốn chụp rõ thì bạn chỉ nên chụp ở ngoài trời. Như vậy mình đã giới thiệu nhanh đến các bạn chiếc Samsung Galaxy Tab 4 10.1 sắp sửa được Samsung bán ra tại thị trường Việt Nam. Điểm nổi bật của máy mình nghĩ là thiết kế chắc chắn và đẹp hơn, cấu hình tạm ổn và giao diện thân thiện hơn với người dùng. Chi tiết về sản phẩm này các bạn nhấp vào link bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.